여름을 좋아하세요? Bạn có thích mùa hè không? 아니요, 여름을 싫어해요. Không, tôi không thích mùa hè. 여름은 너무 더워요. Mùa hè quá nóng. 겨울을 좋아해요. Tôi thích mùa đông. Bạn có thích mùa hè không? Không, tôi không thích mùa hè. Mùa hè quá nóng. Tôi thích mùa đông. 언니 영화를 자주 봐요? Chị có thường xuyên xem phim không? 아니, 나는 거의 영화를 보지 않아. Không, chị hiếm khi xem phim. 왜요? Tại sao? 시간이 없어. Chị không có thời gian. Chị có thường xuyên xem phim không? Không, chị hiếm khi xem phim. Tại sao? Chị không có thời gian.너 애완동물 키우니? Cậu có nuôi thú cưng không? 나는 개를 한 마리 키워. Có, tớ nuôi một con chó. 너는? 애완동물 키우니? Còn cậu, cậu có nuôi thú cưng không? 나는 고양이 두 마리를 키워. Tớ nuôi hai con mèo. Cậu có nuôi thú cưng không? Có. Tớ nuôi một con chó. Còn cậu, cậu có nuôi thú cưng không? Tớ nuôi hai con mèo. 너 동생 있어? Cậu có em không? 아니, 난 동생 없어. Không, tớ không có em. 그럼 형 누나는 있어? Vậy cậu có anh chị không? 응, 난 누나 있어. Có, tớ có chị. Cậu có em không? Không, tớ không có em. Vậy cậu có anh chị không? Có, tớ có chị.